Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Một trước giờ các bạn đã từng đang thắc mắc là ở ngoài kia có rất là nhiều những loại sách học tiếng Anh và các bạn không biết phải chọn cuốn sách nào cho đúng. Thì đừng lo lắng bởi vì hôm nay mình sẽ review tất cả những loại sách mà các bạn đã từng gặp. Ok, và điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là phân loại sách. Ok, và đầu tiên đó là sách kiến thức. Đây là loại sách mà nhiệm vụ của nó là cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết. Và về kiến thức là muôn hình vạn trạng. Cho nên là trên thế giới này có rất là nhiều loại sách. Và nếu như mà các bạn xác định được cái loại kiến thức mà các bạn cần tìm rồi thì chỉ việc lên mạng và Google cái tên của cái loại kiến thức đó, ví dụ như là grammar hay là phrasal verbs hay là đại khái như vậy, và xem review và xem những cái feedback, và sau đó là đi ra ngoài sách về mua thôi, hoặc là bạn có thể đặt online. Và đa số trước giờ những cái loại sách mà các bạn đã từng cầm qua thì nó đều là sách kiến thức cả, tiêu biểu ha, ví dụ là từ điển này, sách giáo khoa này, là sách Mai Lan Hương này, hay là những cái từ điển của Cambridge là Oxford, đều là sách kiến thức cả. Và trước tiên về ưu điểm thì vì đây là sách kiến thức cho nên là cái mà quan trọng nhất và đáng tiền nhất của nó là nó có đúng hay không, lượng kiến thức có đủ và xúc tích hay không. Ví dụ ha, bạn đã cần kiến thức về IELTS, hãy chọn những cái cuốn sách mà cái chữ IELTS ở đầu hơi hiển nhiên ha, hoặc là những câu giao tiếp thông dụng nếu như mà bạn đang cần học về giao tiếp. Và một cái điều đơn giản ở sách kiến thức đó là những cái gì mà bạn cần hoặc là những cái gì mà cuốn sách đã có thì nó đều được thể hiện ở cái tiêu đề rồi, không có một cái gì gọi là mờ mịt ở đây cả. Ví dụ như hát não thì các bạn cũng không có biết là nó dạy về cái gì, cho nên là cái việc mà lựa chọn sách để học á rất là dễ. Thì cũng chính vì vậy cho nên là nó có rất là nhiều và đa dạng về cả giá tiền và cả về chất lượng. Ok, và về nhược điểm thì sao? Vì sách này rất là đa dạng cho nên là việc lựa chọn một cuốn sách để học cũng cực kỳ là rủi ro, bởi vì nó không những là làm cho bạn tốn tiền mà nó còn dẫn đến những cái kiến thức khá là xa lệch nữa. Ví dụ như nha, một cuốn sách về dạy IELTS. Vì IELTS là một bài test năng lực tiếng Anh cực kỳ là nổi tiếng, vì vậy cho nên là có rất là nhiều cái đối tượng khách hàng cho cái bộ môn này. Tuy nhiên thì ít ai có thể để ý được rằng cái người mà hiểu IELTS nhất và đủ khả năng để viết sách về IELTS thì không ai khác chính là người tạo ra cái IELTS, đó là Cambridge. Nhà sách lớn nhưng mà là không có sách chính hãng của Cambridge để mà luyện thi IELTS, nên là các bạn cũng cẩn thận khi mà lựa sách trong những cái nhà sách nha. Nãy giờ mình kiếm không có rồi đó. Vì vậy cái bộ đề á mà đối với mình á đáng tin nhất chính là bộ đề của Cambridge viết ra và soạn ra và xuất bản. Và tất cả những cái cuốn sách khác ngoài Cambridge ra thì sẽ là sách ở bên thứ ba. Thì là nghĩ cái bên thứ ba nghĩa là người thi là một bên và Cambridge là một bên, là hai bên. Thì bên thứ ba là bên ngoài luôn, không liên quan gì tới cuộc thi này cả. Vậy là bên thứ ba. Thì tùy thuộc vào cái lượng kiến thức về IELTS của họ như thế nào thì cái độ uy tín sẽ càng cao. Tuy nhiên thì bởi vì bạn không biết họ là ai và không biết cái background của họ đã được xác thực hay chưa, thì trừ khi người đó được 9 điểm IELTS liên tục, ví dụ như là người đó cực kỳ hiểu IELTS và biết được để mình lên được cái mức 9 điểm đi, thì bạn cần những cái gì và họ thi được một lèo liên tục, ví dụ như thi bắt phát bắt trốn luôn, thi lần nào cũng được 9 điểm cả đó, thì đó mới là một người thực sự là hiểu IELTS. Ok, và tương tự với lại những cái loại sách khác thì nếu như mà các bạn có tiềm lực tài chính mạnh một tí thì nó cũng không mắc lắm thôi, thì hãy chọn những cái đơn vị nổi tiếng như là Cambridge hay là Oxford hay là Macmillan hay là Merriam-Webster. Cũng thêm một yếu tố nữa mà các bạn cần phải cẩn thận đó là các bạn hãy nhìn vào trong cái cuốn sách này ha, thì rõ ràng là nó có chữ ETS, TOEIC, là cái nơi mà soạn ra và tổ chức đề thi TOEIC. Nhưng bạn hãy nhìn vào đây ha, chữ biên soạn 2 chấm Tuấn Kiệt, cứ là đây không có dính dáng gì tới ETS của TOEIC cả. Thật sự cẩn thận nhé, và hãy nhìn vào cái tên biên soạn thì các bạn sẽ thấy rõ. Nếu mà biên soạn một người nào đó thì đừng có mua hả. Nếu mà tiếng Anh thì có mặt ra là sẽ đáng tin hơn là tiếng Việt đấy. Ok, tiếp theo đó là sách kỹ năng. Và sách kỹ năng là cái loại sách mà sẽ cung cấp cho các bạn cả về cách học lẫn cái kiến thức đi kèm. Mà nói đúng hơn thì nó sẽ đóng cái vai trò đó là một người thầy đi cùng các bạn trong suốt cái quá trình học. Và cũng tương tự như là sách kiến thức thì ở ngoài kia cũng có vô vàn những loại sách hướng dẫn kỹ năng khác, có thể tiêu biểu như là Effortless English hay là Inbreaking hay là Hát não. Thì cá nhân mình thì mình không có khuyến khích cái thể loại sách này. Ok, trước tiên về ưu điểm thì đây là cái chia sẻ và kinh nghiệm của những cái người ESL và họ đạt được cái thành tựu gì đó, họ sẽ chia sẻ lại. Và họ chia sẻ chính ở đây sẽ là họ chia sẻ cái cách học của họ. Và về cách học thì cũng muôn hình vạn trạng, cho nên là cái số lượng sách bán ra cũng vậy.
Vì vậy cho nên là các bạn có thể lên những cái diễn đàn hoặc là ra thẳng nhà sách và đọc những cái trang mở đầu, những cái chia sẻ của những cái người mà viết sách. Và tại đây á, thì họ sẽ giới thiệu sơ lược về bản thân của họ cũng như là cái phương pháp học mà họ đang đề ra trong cái cuốn sách đó. Bởi vì nó có rất là nhiều cái loại sách cho nên là bạn cứ lựa cho tới khi nào chọn được cách nào phù hợp với bạn nhất thì thôi. Ok, nhược điểm ha, thì cũng chính bởi vì á, có quá nhiều cách học cho nên là cái việc chọn đúng sách thì sẽ khá là khó. Và thường á, thì chúng ta sẽ lên mạng để mà kiếm những cái review hoặc là lên YouTube để coi review cũng vậy. Tuy nhiên thì cái việc xem YouTube sẽ khá là không công bằng và chỉ khai thác được cái bề nổi thôi. Bởi vì á, những sách nổi tiếng thì đôi khi họ nổi tiếng bởi vì họ có tiềm lực kinh tế mạnh, họ đánh mạnh về cái việc làm marketing nhiều và họ nghĩa là họ sẽ trả tiền để sản phẩm của họ được xuất hiện trên các kênh của những cái người mà review nổi tiếng hoặc là những người mà giỏi tiếng Anh. Vì vậy cái mà các bạn đang xem á, nó sẽ không hẳn là một cái khách quan mà nó chỉ là một cái clip quảng cáo thôi. Ok, và việc duy nhất các bạn có thể làm đó là trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Thì có nhiều cách để các bạn trải nghiệm ha. Các bạn có thể là đi ra tiệm sách và đọc thử xem vài trang đầu tiên thôi, thử xem là nó có hợp với mình hay không. Hoặc là các bạn có thể là tải những cái file PDF ở trên mạng về. Và tất nhiên ha, file PDF nó sẽ có cái giới hạn của nó. Bởi vì nó là cái file scan cho nên nó sẽ không có đẹp, nó sẽ không có rõ về mặt chất lượng. Nó vẫn đủ để các bạn đọc sơ qua và có thể là mình có hợp sách này hay không và quyết định bỏ tiền ra mua xong, không mất gì hết đúng không? Và một điều các bạn cần phải lưu ý đó là những cái cuốn sách mà hướng dẫn cách học thì cái lượng kiến thức ở trong đó sẽ gần như là không bao giờ bị đánh giá là sai. Mình muốn đề cử một cái ví dụ điển hình nhất đó là cuốn sách Hắc Não. Thì trong cuốn sách này có rất là nhiều ví dụ về âm thanh tương tự rất là sai so với nguyên mẫu của cái từ đó. Về âm thanh tương tự mà đúng không? Và tất nhiên á, là cái định nghĩa mà giống thì bao nhiêu phần trăm thì tác giả sẽ không nói. Và theo mình á, thì đây là một cách học rất là sai và những gì họ làm sẽ không có được gọi là sai. Tại vì đơn giản, ok, đây là cái cách học, đây là cái cách nhớ thôi. Mình là một giáo viên, mình đã dạy rất nhiều người đọc quá sai rồi và họ vẫn tự tin là họ đọc đúng, cho nên là rất khó sửa. Và đây là một những cái dụ điển hình cho việc đó là nếu như mà chọn sai cách và đặt niềm tin vào thì các bạn sẽ trả giá bằng cái thời gian và cái công sức và cái tiền bạc mình bỏ ra. Và một yếu tố nữa là khi các bạn mua cuốn sách đó, hãy đọc kỹ cái phần lý lịch của tác giả, xem thử là cái người này có phải là một người học tiếng Anh và đạt được những cái thành quả nhất định trong lĩnh vực tiếng Anh hay không, hay là một người chuyên đi sale. Nhưng mọi chuyện thì đều có thể được theo dịch lên một cách nó rất là đẹp đẽ. Nên mình vẫn khuyên các bạn đó là hãy chọn mặt gửi vàng thôi. Hãy chọn một cái nơi mà các bạn thấy là uy tín, Oxford, Cambridge để mua nhé. Bởi vì độ uy tín cao, bạn mua sách bạn có thể mất vài trăm ngàn, nhưng mà họ uy tín của họ xây dựng rất là nhiều rồi, thì tính mình cả triệu đô lận. Họ có nhiều thứ để mất hơn là bạn. Ok, thì mình có tìm hiểu cái thông tin của người đã biết ra cuốn sách Hắc Não này, nhưng thông tin về người này hoàn toàn không có bất kỳ một cái gọi là cái credential gì về cái nghề giáo của ổng cả. Không có tốt nghiệp trường gì liên quan tới tiếng Anh, chỉ tốt nghiệp đại học ngoại thương mà thôi. Ok, không nói lên gì cả. Ít nhất còn phải có một cái gì đó ví dụ như là IELTS hoặc là TESOL hoặc là CELTA để mà giải tiếng Anh thôi. Nhưng mà theo như thông tin mà mình tìm thì không hề có. Cho nên đây là một cái ví dụ điển hình cho việc là cái background, cái lý lịch của người tác giả không đáng tin. Cho nên các bạn cần phải cẩn thận nhé. Ok, và xuyên suốt cả cái clip này thì mình đều có dùng một câu đó là chọn mặt gửi vàng. Và thật sự ha, các bạn hãy nghiên cứu gọi là cái gương mặt mà mình muốn gửi thật là kỹ vào. Bởi vì nếu như mà các bạn muốn ôn thi chứng chỉ thì hãy tham khảo những cái chứng chỉ đó là do ai tổ chức và họ có viết sách hay không. Và nếu như mà họ có sách viết sách thì hãy mua sách chính chủ của họ, bởi vì họ sẽ là người hiểu rõ cái bộ đề đó nhất. Còn riêng về cách học thì mình không khuyên các bạn đọc sách, tại vì mình không phải là xuất thân từ việc học, từ việc đọc sách. Và mình sẽ khuyên các bạn đó là hãy học thụ động giống mình. Ok, và mình hy vọng là cái video này nó một phần là nó giúp cho các bạn mỗi khi mà lựa sách thì có thể là chọn được cái loại sách mà nó phù hợp với mình nhất. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để nó ở dưới phần bình luận phía dưới nhé, và mình sẽ giải đáp nó. Ok, bye.